Tôi đã nói là tự về được rồi, cứ đòi chở về hoài. Ngày mai lấy gì đi làm? Mai tôi chở cô đi làm được không? Xe của cô tôi mướn người đem tới tòa soạn cho cô. Làm ơn cho người ta kiếm ăn với chứ chị hai. Anh làm như vậy tôi mới khó nói á. Để mai mốt tôi lựa lời tôi nói với mẹ tôi với lại mọi người. Chuyện này do tôi bày ra mà. Để tôi kiếm cách giải quyết. Nhưng mà anh nói nhanh nhanh nha. Tôi không có quen sống với mặc cảm tội lỗi đâu. Ê bộ cô làm vợ tôi mặc cảm tội lỗi dữ lắm hả? Thì gu của anh đâu phải là tôi đâu. Anh thích hot girl, á hậu, ba dòng bốc lửa mà. Gu của tôi thay đổi theo mùa. Dạo này tôi thích coi tivi màn hình phẳng, dài mà lép. Anh nói ai lép vậy hả? Đâu? Vậy mà nó có kinh nghiệm tình trường lắm á. Không biết nhìn gì hết trơn. Có những thứ mình không thể nhìn bằng mắt được. Mình phải cảm nhận bằng tai á. Cảm nhận bằng tay. Đau, 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 tôi nói giỡn. Cảm nhận bằng tay nè. Nói giỡn, làm gì phản ứng mạnh vậy? Đúng là bị điên á. Đang nói chuyện nghiêm túc xong quay qua cà rỡn à. Rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc nè. No chưa? Có cần phải ăn hai tô hủ tiếu đặc biệt xong rồi mới ngủ ngon không? Vậy mà nghiêm túc của anh á hả? Tôi hả, bụng căng no rồi. Mệt quá à. Ngày mai đừng có đón đưa vậy nha. Tôi tự đi được rồi. Chị tại sao bắt đầu khổ đi. Lép cái đầu anh. Điên rồi. Bây giờ chia tay sớm mới đau khổ. Chia tay rồi tôi biết làm sao. Tại sao mình lại có chút vui khi chưa nói ra sự thật vậy ta? Mình có thể nói chuyện vui vẻ với bà nội anh ấy. Điều mà mình không thể làm với mẹ mình. Ở cạnh anh ấy, mình cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái. Mình đã không còn lấn cấn chuyện xưa nữa. Nhưng bây giờ lại thấy bất an vì sợ hiện tại thay đổi. Chỉ là giả thôi mà. Sao tâm trạng mình lại thật nó như vậy chứ? Nó hết hồn à. Yêu đương giờ này mới về. Rồi còn đứng đây là luyến tiếng gì nữa. Đó. Cho cái tội rình mò người ta hẹn hò. Chắc có lẽ anh hai hôm nay nói hơi nhiều. À, em nhớ rồi. Hôm nay có người được đi phỏng vấn. Nhưng mà cái người phỏng vấn đó, mấy tiếng đồng hồ mới chịu về lận. Hai người nói gì mà lâu quá vậy ta? Thì nói chuyện đời chuyện nghề thôi chứ có gì đâu. Mà anh công nhận sếp em ghê thiệt chứ. Nếu mà ai mà bị cô ấy hỏi cung á, thế nào cũng khai hết à. Vậy để em gửi lời khen này đến chị Mỹ Hoa nha. Thôi khỏi nói đi. Với lại phỏng vấn lần này á, thôi anh không phỏng vấn nữa đâu. Em thừa sức biết anh không thích phỏng vấn mà. Mà nè, em có thương Hoàng Thiên hay không vậy? Hay là vì mới đổ vỡ rồi lao vào cuộc tình mới đi. Có gì khổ nha. Wow, hôm nay anh hai của em nói chuyện triết lý dữ. Đúng là đi với sếp em có mấy tiếng đồng hồ thôi mà khác ghê luôn. Chắc hai người nói chuyện hợp với nhau lắm đúng không? Thôi bây, đừng tào lao quá. Anh dừng một trước à. Mình sẽ không dại khờ chuốc lấy đau khổ nữa đâu. Xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên. Phong ba như gió sương, còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.